Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trong bản tin tuần vào ngày thứ sáu để chúng ta có những phân tích đánh giá về mặt kỹ thuật ở trong tuần vừa qua, cũng như chúng ta sẽ có một vài phân tích về xu hướng thị trường ở trong tuần cuối cùng giao dịch của tháng chín. Thì như chúng ta đã có những cái trao đổi hiện tại thì chúng ta sẽ có hai diễn đàn Hùng Lê chứng khoán, chúng ta sẽ có những cái phân tích, những cái bản tin phân tích ngắn hàng ngày bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn index chỉ số vn 30 và chỉ số phá sinh nếu như các anh chị quan tâm đến những bản tin phân tích ngắn hàng ngày thì các anh chị đăng ký và chúng ta đăng ký kênh hùng lê chứng khoán còn đối với kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng hàng tuần chúng ta sẽ có một bản tin tuần duy nhất phân tích bộ ba tham số chung của thị trường đồng thời chúng ta phân tích các nhóm ngành rất là cơ bản trong cái quá trình mà chúng ta theo dõi thì như thường lệ thôi bản tin của chúng ta cũng sẽ có các cái nội dung chính như sau ở phần thứ nhất thì chúng ta sẽ cùng với anh chị chúng ta sẽ điểm lại bộ ba tham số chung của thị trường trong tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục khá là cơ bản từ nhóm cổ phiếu trụ bất động sản khu công nghiệp nhóm thép vật liệu đầu tư công nhóm đầu tư công nhóm bất động sản dân cư nhóm dầu khí nhóm chứng khoán và còn thời gian thì chúng ta có thể sẽ phân tích một số các cái nhóm ngành phụ họa khác Hùng Lê lưu ý tất cả các phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân, vì vậy nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và áp dụng các phân tích này. Chúng ta là những nhà đầu tư thông thái, chúng ta sẽ tham khảo rất nhiều kênh đầu tư, rất nhiều thông tin, rất nhiều các cái diễn đàn ở trên thị trường để chúng ta tổng hợp thông tin và làm thế nào đó để chúng ta có được những thông tin tốt nhất, tối ưu nhất để trong những cái quyết định đầu tư của chúng ta là tốt nhất các anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung thứ nhất đó là nội dung phân tích bộ ba tham số chung của thị trường. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến chỉ số VN30. <laughs> VN30 đây các anh chị, đây là tuần từ bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 18 cho đến phiên giao dịch ngày 22 thì về cơ bản chỉ số VN30 chúng ta có một lần À, test về à, phiên ngày 19 chỉ số VN30 chúng ta test về hỗ trợ ở vùng 1210 điểm đến vùng 1215 điểm có điểm rút chân và có lực phục hồi thì cái lực phục hồi này nó lại quay lại vùng cảng kỹ thuật ở vùng 1237 đến vùng 1240 và khi chạm về vùng cảng kỹ thuật này ở trong phiên giao dịch ngày 21 thì chỉ số VN30 chúng ta không đủ lực tăng và tiếp tục quay trở lại ở vùng 1220 điểm và đến phiên ngày thứ sáu tức là phiên ngày hôm nay thì gần như nó tạo thành nó 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 tạo thành cái gáp giảm như thế này thì gần như là không ai có thể phân tích được tức là thị trường của chúng ta đang đi theo tin tức phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu là thị trường đi theo tin tức và nó đi theo những cái thông tin thì cả thôi không tiện chia sẻ ở đây đó và các anh chị có thể đọc ở trên các cái diễn đàn và khi nó đi theo tin tức thì chúng ta sẽ rất khó để mà phân tích theo kỹ thuật đúng không ạ đây là chúng ta đang đi phân tích kỹ thuật và thị trường đi theo tin tức như vậy thì trong phiên ngày hôm nay chỉ số VN-Index của chúng ta về mặt kỹ thuật đầu tiên nó sẽ phải rơi về vùng năm điểm. Vùng này bị phá vỡ thì chỉ số VN-Index của chúng ta sẽ có xu hướng về lại ở quanh vùng 1195 điểm. 1195 điểm thì xu hướng tiếp theo chỉ số VN-Index của chúng ta sẽ về ở vùng 1180 điểm. Đó là về mặt logic trong quá trình phân tích đầu tư. Thì uh, như vậy là đến phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN Index của chúng ta rất may mắn về đến vùng 1180 điểm thì đã xuất hiện ba cây nến giờ có sự hồi phục, có sự rút chân. Đây là một điểm cực kỳ may mắn. Và như chúng ta có thể xem lại cái chân sóng của thị trường ở phiên ở phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 thì như vậy là VN Index của chúng ta cũng về vùng quá mua à quá bán và phiên ngày hôm nay thì lực bán quá đa và chỉ số VN-Index của chúng ta cũng đã về ở vùng quá bán. Và sau đó thì RSI của chúng ta có sự phục hồi, chỉ số có sự phục hồi và chỉ số này phục hồi về lại vùng. Như vậy là vùng 1205 đến vùng 1210 trở thành vùng cản kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số VN-Index và khi về đến vùng này thì đương nhiên khả năng cao là gì ạ? Nó sẽ bị uh, sọc lại, nó sẽ chỉnh cung quay trở lại, đó là một cái sự vận động hết sức là bình thường của cổ phiếu. À, của thị trường xu hướng thị trường các anh chị thì như vậy à, về mặt kỹ thuật ở trong tuần tới thì cũng kỳ vọng nếu trong trường hợp tiếp tục có gáp tăng thì chỉ số vn index của chúng ta sẽ đẩy về ở vùng một hai đến một 1210 và sau đó nó sẽ đi lấp gáp điểm lấp gáp kỹ thuật đầu tiên thì chúng ta sẽ tính toán lại ở quanh vùng một nghìn một trăm một nghìn một trăm chín mươi điểm ở đây kỳ vọng là vn index của chúng ta sẽ lấp thành công ở vùng này trong trường hợp nếu như vùng 1.195 điểm bị phá vỡ thì chắc chắn là vn index của chúng ta sẽ lấp lại ở vùng 1.180 đến khoảng vùng 1.185 điểm tức là nó sẽ quay trở lại để nó test cái đáy đáy mà nó tạo thành được ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay lần thứ hai và tại đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích kỹ thuật ở trong phiên real time đối với chỉ số vn30 f1m thì ở đây là chạc kỹ thuật m5 thì các anh chị cũng nhìn thấy được ở đây rồi trong tuần vừa qua thì về cơ bản là trong cả tuần đó từ phiên giao dịch ngày thứ hai đến phiên giao dịch ngày thứ tư chỉ số phái sinh là giao dịch hết sức là tích cực và nó tạo được cái hỗ trợ kỹ thuật ở trên vùng 1.210 điểm và chỉ có một điểm uh, chỉ số VN Index chỉ số VN30 F1M của chúng ta chạm về tiệm cận về vùng 1237 đến 1240, đây là vùng cảnh kỹ thuật nên nó lại quay lại nó chỉnh cung. Còn phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là phiên ngày 22 thì chỉ số phái sinh nó đã tạo một gáp giảm nó bị rơi ngay từ đầu phiên. Và sau khi mà nó bị rơi thủng qua vùng 1205 điểm thì đương nhiên nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ thấp, ví dụ vùng 1190 và sau đó thì nó đi về vùng 1180 và điểm thấp nhất ở trong phiên hôm nay đó là vùng 118 1176 1176 đến 1180. Thì như vậy về mặt xu hướng kỹ thuật của chỉ số VN30 F1M thì ở đây thì chúng ta có một vài các cái góc nhìn như sau. Thứ nhất đó là vùng cảnh kỹ thuật của chỉ số này nó sẽ quay lại ở vùng 1205 đến 1210 nó tương tự với chỉ số VN30. Và đồng thời với việc kết phiên như thế này thì chỉ số phái sinh khả năng nó sẽ quay trở lại test lại ở vùng 1190 điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn uh, kỳ vọng chỉ số phái sinh test lại thành công ở vùng 1176 đến 1180 trong trường hợp trong trường hợp nếu như vùng 1176 nó bị phá vỡ thì có thể là trong phiên uh, chỉ số phái sinh sẽ nhún sâu về ở khoảng quanh vùng 1160 và kỳ vọng sau một cái cây nến nhún sâu như vậy thì chúng ta kỳ vọng có một cái sự uh, lấp gáp rút chân lên và đưa chỉ số vn 30 f 1 về lại vùng 1180 cộng thì đấy là một kịch bản tích cực thì uh, tuần tới thì chúng ta sẽ phân tích thêm đối với chỉ số vn index ở đây là thời điểm mà chúng ta có bản tin tuần video số 194 đó uh, thì về cơ bản trong tuần chỉ số vn30 có một lần tiệm cận lại vùng 1227 đến 1230 đây là vùng cản kỹ thuật và nó đã test điểm tích lũy rất thành công ở phiên giao dịch ngày 19 tại thời điểm đó là index của chúng ta test lại ở vùng 1.200 điểm và có sự rút chân lên và có những cái thời điểm hết sức là tích cực tuy nhiên đến phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu đó nó thị trường nó đi theo tin tức chính vậy nên là chúng ta cũng sẽ rất khó để mà phân tích để mà định lượng thì trong phiên ngày hôm nay như vậy là chỉ số vn index của chúng ta cây nến giờ đầu tiên thì index của chúng ta đi về um, uh, index của chúng ta đi về vùng 1205 đến 1210 210 à 1195 đến vùng 1200 điểm và sau đó sau đó thì nó cái lực 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 lo á, lực lo nó không đủ lớn và chỉ số vn của chúng ta tiếp tục rơi nhưng rất may là ba cây đến giờ sau đó thì chỉ số vn của chúng ta có sự phục hồi khá là tốt và cái chỉ báo đường RSI 60 từ cái vùng quá bán thì nó đã bắt đầu có một sự phục hồi nhẹ đây là một tín hiệu hết sức là tích cực để giúp cho chúng ta có thêm những cái góc nhìn những cái sự kỳ vọng ở trong tuần giao dịch mới như vậy thì chỉ số vn index của chúng ta sẽ có vùng cản kỹ thuật 1195 đến vùng 1200 điểm tuần tới nếu nó kéo thì nó sẽ kéo về vùng này và sau đó nó sẽ lấp gáp thì kỳ vọng nó sẽ lấp thành công ở khoảng quanh vùng 1190 đó còn trong trường hợp 1190 mà bị phá vỡ như vậy thì chúng ta phải uh, cũng phải tính toán ở một cái điểm hỗ trợ sâu hơn của chỉ số vn index của chúng ta đó là ở khoảng quanh vùng 1175 đến khoảng vùng 1180 ở trong tuần tới đó thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục À, kỳ vọng ở vùng 1190 thôi còn trong trường hợp 1190 mà bị thủng thì chúng ta vẫn phải tính toán ở vùng này bây giờ thì cũng sẽ nhìn lại ở trên chạc kỹ thuật ngày để chúng ta nắm được sơ bộ chỉ số VN Index của chúng ta thì như vậy là trong bản tin tuần video số 194 thì cũng Lê có phân tích ở vùng 1220 điểm nó sẽ trở thành một cái vùng phân kỳ rất là quan trọng đối với chỉ số VN Index của chúng ta và hai cây nến ba cây nến đi chúng ta tính ba cây nến đầu tuần thì chỉ số vn index cơ bản là test thành công ở vùng một nghìn một trăm chín mươi đến vùng một nghìn hai trăm điểm và nó lấy lại được vùng một nghìn hai trăm điểm trong phiên giao dịch ngày uh, ngày thứ tư nhưng đến phiên ngày thứ năm thì nó lại trả lại hết tất cả những cái điểm số tăng đó và nó lại chính thức bị mất lại vùng một một hai mươi và đến phiên ngày thứ sáu như vậy là chỉ số vn index của chúng ta bị rơi khỏi vùng một một chín mươi và đóng cửa ở vùng 1193. Trong phiên có thời điểm chỉ số VN-Index của chúng ta nhún rất sâu về khoảng quanh vùng 1175 và rút chân lên. Thì ở trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta nhìn lại ở chân sóng ngày 22 tháng 8 ở đây cũng xuất hiện một cây nến doji, ở ờ, có thể có xem một cây nến búa đi. Với bóng nến rất là dài và độ rút chân của phiên này nó rút cũng tầm 1150 lên 1180 rồi rút chân phiên này rút 30 điểm, rút rất là mạnh và sau một cái phiên rút rất là mạnh đó thì chỉ số vn index của chúng ta có hai cây nến chém lại 1 phần hai của cái chân nến này như vậy nếu chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật kỳ vọng và tích cực có nghĩa là chỉ số vn index của chúng ta sẽ test ở trên vùng một nghìn điểm trong trường hợp nếu như nó xây được khoảng tầm 1 đến 2 cây nến nó test lại và nó gì ạ? nó kéo xanh nó test lại và nó kéo xanh ở trên vùng 1185 điểm thì đó là một cái cơ hội để kỳ vọng chỉ số VN Index của chúng ta sẽ có sự phục hồi trong trường hợp nếu như nó test lại nền tức là nó test lại đáy ở đây thì về cơ bản là yếu đó test lại mút nến là yếu nó chỉ phải test ở 1 phần 2 thôi 1 phần 2 cái chân nến tức là chúng ta chém một cái nửa cái cái, cái cái râu nến này đi thì nó test lại ở vùng này nó là đẹp hoặc thậm chí nếu quá đắt lắm thì chỉ số VN Index của chúng ta, ta test về ở khoảng quanh vùng 180 chứ còn nếu mà test lại mút nến thì có nghĩa là rất là yếu thị trường rất là yếu các anh chị và chúng ta kỳ vọng ở đây đây là góc độ kỹ thuật kỳ vọng mà tích cực của thị trường ở trong tuần giao dịch mới. thì về cơ bản là thị trường luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến động. chính vì vậy nên là chúng ta sẽ phải cần có cái sự phân tích ở trong real time, có những cái tín hiệu giao dịch của thị trường thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích trên trên cơ sở những cái dữ liệu đó để chúng ta dự báo và chúng ta lựa cái xu hướng của thị trường. và hàng ngày thì ông Lê đã có một bản tin phân tích ngắn ở trên kênh, các anh chị lưu ý để chúng ta xem. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ hai Đó là nội dung chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục khá là cơ bản của chúng ta Đầu tiên cổ phiếu trụ thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu MWG Như vậy MWG sau khi mà nó lên được cái target kháng cự ở khoảng quanh vùng 59.5 đến vùng 60 Thì cổ phiếu này bắt đầu chỉnh cung Vùng chỉnh 1 sẽ ở khoảng vùng 55.5 năm vùng chỉnh 2 thì nó sẽ rơi về khoảng vùng 53.3 và phiên ngày hôm nay là phiên rơi gáp các anh chị lưu ý nhá tất cả các mã cổ phiếu ngày hôm nay nó bị rơi gáp chính vậy nên là chúng ta cái việc rơi gáp này là gần như không ai phân tích được gần như không ai phân tích được và chúng ta chỉ phân tích được chúng ta chỉ phân tích được khi uh, khi mà trong phiên hoặc là nó rơi từ từ hoặc là từng cây một đó thì chúng ta sẽ phân tích từng cái điểm hỗ trợ kỹ thuật còn ví dụ như nó hở gáp hoặc là nó rơi mạnh thì như vậy là chúng ta sẽ uh, không phân tích được trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, MVDB đã chạm về vùng hỗ trợ kỹ thuật 51.5 đến vùng 52 khả năng tuần tới em này sẽ có điểm test sâu nhất ở khoảng vùng 50.8 kỳ vọng test lại kênh ở đây và nó sẽ có lực phục hồi Masan ở phiên ngày hôm nay cũng như vậy nó hở một cái gáp rất là lớn ở đây và gáp này thì nó phá đầu tiên nó phá hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 78 sau đó nó tiếp tục phá hỗ trợ 2 ở vùng 77 và nó đang đi về vùng hỗ trợ kỹ thuật 3 ở khoảng quanh vùng 74.5 đến khoảng vùng 75.5 như vậy trên góc độ kỹ thuật uh, phiên ngày hôm nay thì gần như Masan không có lực hồi chính vậy nên khả năng tuần tới thì Masan sẽ tiếp tục uh, Mansan sẽ tiếp tục gọi là test cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 74.5 đến khoảng vùng 75 để đánh giá tiếp. Vinamilk ở trong nhịp vừa qua thì tương đối là khỏe ở nhịp này thì chúng ta thấy rằng là <laughs> Vinamilk ở đây này nó có vùng cản kỹ thuật 81 và bản chất ở trong tuần giao dịch cũ ấy, thì phiên ngày thứ sáu tuần trước, chỉ số à, cổ phiếu Vinamilk này đạt vùng cản kỹ thuật Và khi đạt vùng này thì xu hướng nó sẽ test lại ở đây Đồng đó có phân tích được rồi, vùng 78 đến khoảng vùng 78.7 Tuần này thì nó lanh quanh ở quanh vùng 78 Phiên ngày hôm nay đã có thời điểm nó cũng đánh lên 78 nhưng mà sau đó nó không giữ được à, Nó đành phải lùi lại vùng 77.5 và nó cũng có một điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 75.5 tương đối là đẹp Nhìn trên góc độ kỹ thuật thì khả năng tuần tới Vinamilk vẫn có một cái sự phục hồi và về, và và và, cái sự phục hồi này thì chúng ta nếu như chúng ta bắt được ở, ở vùng thấp của 75.5 đến khoảng quanh vùng 76 thì lên đến vùng 80 81 thì như vậy là các anh chị em chúng ta có thể đảo hàng. ở à, nhóm ngành thứ hai à, chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì đối với bất động sản khu công nghiệp à, chúng ta đã có những cái định hướng rất là dài và đến thời điểm tại thì gần như nó cũng đã thu được những thành quả rất là lớn rồi đó và chúng ta chắc chắn là chúng ta nếu mà chúng ta theo trend của bất động sản khu công nghiệp từ đầu thì như vậy chúng ta có lãi chắc chắn có lãi các anh chị thì đối với KBC như vậy là trong tuần vừa qua thì KBC cũng đánh rất là khỏe đó nó chỉ bắt đầu từ phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu thôi là hai phiên này nó đi theo những cái tin tức thì như vậy là cả thị trường nó dính chứ không phải gì mỗi mã cổ phiếu KBC đâu à, mục tiêu của KBC ở trong nhịp này ở vùng 37 5 đến vùng 38 và nó cũng lên được khoảng quanh vùng 36 cộng hai cây nến kết tuần thì nó đang chỉnh cung và tín hiệu đường mát thì bắt đầu có một cái sự uh, suy yếu nhất định ở đây như vậy tuần tới khả năng KBC sẽ có cái lực test lại khoảng quanh vùng 33 đến khoảng vùng 33.5 ITA là một mã cổ phiếu theo quan điểm của Hùng là đánh dài gom dài uh, với mã cổ phiếu này thì vùng kháng cự các anh chị bán ra và vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta canh để gom vào Ví dụ ở thời điểm hiện tại là chúng ta đã có điểm gom 5.5, 5.6, tuần tới thì có thể có điểm gom 5.35 và tuần và và sâu hơn thì có thể có ở vùng 5 đến khoảng vùng 5.2. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Thì quan điểm cá nhân cùng là với những cái mã cổ phiếu này thì các anh chị cứ như vậy thôi, túc tác ở vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta canh để chúng ta thu gom và sau đó khi cổ phiếu về đến những vùng cản kỹ thuật ở đây. Ví dụ như trong cái nhịp vừa qua, đúng không ạ? Vùng cản ở vùng 6.3, vùng 6.5 thì cũng đã có chốt lãi ở một phần của 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 cổ phiếu này rồi và bắt đầu ở đây thì chúng ta bắt đầu gom lại cổ phiếu SZC về SZC chúng ta có vùng cản kỹ thuật ở 41.8 đến khoảng vùng 42 trong tuần vừa qua thì SZC cũng giao, giao dịch rất là tốt phiên ngày thứ năm ở đây là có luôn 41.5 tức là suy soát tí nữa lên 41.8 cây ngày thứ sáu thì có chốt nhưng mà lực chốt cũng không đáng kể nói chung là đẹp SSE nhìn chung là đẹp và trong tuần vừa qua đấy uh, cây nến uh, thứ ba nó test lại ở vùng 38 à 38 sau đó nó kéo lên ở vùng 41.5 rồi nó lại chỉnh cung lại phiên ngày hôm nay vẫn chưa về đến 38 như vậy là rất là khỏe đúng không ạ tuần tới nếu trong trường hợp nếu có nhún thì nó sẽ nhún về khoảng vùng 37 5 ở vùng 38 và ở vùng kỹ thuật này thì cũng sẽ kỳ vọng là gì SSC lại tiếp tục quay uh, trở lại trang kỹ thuật tăng IDC ở trong tuần vừa qua rất là hay <laughs> có luôn hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 47 đúng không ạ cho anh chị em chúng ta lướt lướt sóng mua vào và sau đó thì IDC cũng hoàn thành luôn target kỹ thuật ở vùng 51 vùng cảng kỹ thuật hiện tại ở đây thì IDC có một cái cảng kỹ thuật 51 ở đây cũng đã có phân tích ở khá nhiều các cái tuần gần đây đó và tuần này thì nó lên được vùng 51 cái đến ngày hôm nay thì cũng đẹp như hoa hậu Đấy, rút chân từ vùng 47.5 47 đến khoảng vùng 47.5 và đóng cửa ở vùng 49 như vậy là lực lực rút chân khá là tốt và các anh chị đang cầm mã cổ phiếu IDC như vậy chúng ta có thể uh, trending t, t cộng được hoặc là T0 đúng không ạ? Với góc độ hiện tại thì các anh chị lưu ý hỗ trợ kỹ thuật ở 47 và kháng cự ở 51 đó, nó cứ rang như vậy thôi. Cổ phiếu uh, VGC <laughs> khá là ok, VGC trong tuần cũng như vậy. Uh, test thành công ở đây là vùng 50 và đồng thời công thành công ở vùng 52.8 như vậy là chúng ta có một cái target từ 50 đến vùng 52.8 Ờ uh, trên các độ kỹ thuật ngắn hạn như vậy là cái đến ngày hôm nay thì VGC cũng bị chốt khá là mạnh tuy nhiên nó vẫn chưa bị thủng vùng 50 Ờ uh, tuần tới nếu có yếu thì như vậy là VGC sẽ quay lại một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây khoảng vùng 48-48.5 à, uh, Test thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, kỳ vọng target kỹ thuật là VGC sẽ tiếp tục đẩy trở lại để tăng trở lại Ờ, nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành thép à, hpg thì đối với thép ở trong thời điểm tại nó có những cái thông tin tích cực về giá thép thế giới đang tăng này đang tăng trở lại này rồi đầu tư công ờ, tuy nhiên là hai phiên kết tuần thì nó cũng không giữ lại được nó đánh theo tin tức nên là khá là khó thì về bản chất là trong tuần vừa qua thì đối với Hòa Phát thì cũng có dự báo là khả năng nó sẽ quay trở lại vùng test kỹ thuật ở 26.7 đến khoảng vùng 28. Hai cây đến đầu tuần nó test rất thành công và nó test khỏe, tức là nó không về đến cái vùng mà vùng dự báo. Đó. Đầu tiên là nó như vậy đúng không? Bởi vì trong phiên thứ sáu tuần trước là nó đã đóng lại, nó đã đóng ở vùng 27.7 rồi thì khả năng cao là nó sẽ nhúi về ở vùng 26.7 đến vùng 27 đây. Đó nhưng nó chỉ nhúi về trên vùng 27 cộng và sau đó nó rút chân lên nó đánh lên vùng 29 cộng và đến cây đến kết tuần. Đó, cây đến ngày hôm nay thì nó mới nhúi về vùng 26.7 và rút chân lên ở vùng 27.3. Như vậy về mặt uh, lý thuyết, về mặt kỹ thuật uh, ở đây thì như vậy là chúng ta thấy rằng tuần tới khả năng theo quan điểm của Hùng thì nếu khỏe, nếu khỏe thì nó lại về lại vùng 27, tức là nó nó chém 1 phần 2 của cái cái râu nến ở đây thì nó test về vùng 27 và xấu hơn thì nó lại lại về vùng 26 26 sáu thôi và và tại đây và tại đây thì như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng kỳ vọng có gì ạ có cái lực phục hồi có cái sự bắt đáy ở đây như vậy là chúng ta sẽ uh, rất là ok đây rồi Nam Kim <laughs> Nam Kim cũng rất khỏe trong tuần vừa qua đó, thì trong góc độ kỹ thuật lồng có dự báo là Nam Kim sẽ test lại vùng 21 và cây nến của ngày thứ tư nó test vùng 21 và đóng cửa lên ở vùng 22.5 và cây nến ngày thứ năm thì gần như là Nam Kim đạt hoàn thành target 23.5 trên 23.5 trước khi nó rơi. Thì ở đây qua cái câu chuyện này thì chúng ta nhìn thấy ở đây là gì? Có nghĩa là gì? Cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Chúng ta mua thì chúng ta nên mua ở vùng hỗ trợ kỹ thuật và đến vùng kháng cự đừng có bán. Với những cái tài khoản mà anh em mua ở vùng 23.5 thì bây giờ hoang mang rồi, chắc chắn là T0, T1 và T2. Tức là phiên ngày thứ hai nó về một phát nữa là phiên chiều mà nó nhúi một phát xuống khoảng tầm độ vùng 19.5 là vô hình dung là anh em bán ra hết. Anh em bán ra hết 100% cam đoan với các anh chị là hoảng loạn bán ra hết 100%. Thì như vậy khi bán ra hết 100% thì vô hình dung là rất có thể tại vùng này cổ phiếu nó sẽ bắt đầu có cái sự phục hồi. Và như vậy là chúng ta mua đỉnh và bán đáy đó là câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại trên thị trường chứng khoán vậy thì vùng hỗ trợ là vùng canh mua và vùng kháng cự là vùng canh bán các anh chị lưu ý như vậy thị trường chứng khoán nó có không có gì nó nó quá là ghê gớm cả tất nhiên là nó đôi lúc là mình mua ở hỗ trợ thì nó vẫn bị thủng đấy là câu chuyện bình thường nhưng ít nhất cái sai số khi chúng ta mua ở hỗ trợ và cái sai số khi chúng ta mua ở kháng cự nó khác nhau hoàn toàn nó khác nhau hoàn toàn nhá thì đối với hoa sen ví dụ như vậy trong tuần vừa qua đấy ông có phân tích tuần trước ông có phân tích cái vùng hỗ trợ cái thuật 21 ở đây à, nếu như nó tích lũy thành công ở vùng 21 thì nó sẽ công lên vùng 22 và sau đó có thể nó sẽ công lên vùng 24 và như vậy tuần này thì gần như suýt soát vùng 24 các anh chị như vậy vùng 21 chúng ta mua đó vùng này chúng ta mua này nó có sai thì nó sẽ sai ít hơn so với việc là những cái tài khoản mà chúng ta đu ở cái diện vùng 24.23.8 đến vùng 24 đấy vùng cản kỹ thuật rồi các anh chị Uh, phân tích ở đây là vùng cản rồi sao lại vẫn cứ hứng thế nhỉ đó vào phiên ngày hôm nay nó đạp rất là mạnh thì tuần tới khả năng nam kim sẽ về ở quanh vùng 21 trong trường hợp thủng vùng 21 các anh chị lưu ý nhá ở vùng 21 này chúng ta sẽ có cái sự phân tích về mặt trực tuyến để chúng ta phân tích để chúng ta đánh giá xem xem là cái cây nến ở đây nó sẽ là cây nến xanh hay là cây nến đỏ đó trong trường hợp ví dụ cây nến đỏ thì nó sẽ tiêu cực những cây nến xanh nó sẽ là tích cực VGS nhịp này quá khỏe luôn VGS thì cực kỳ đấy như vậy là VGS piu và đến thời điểm hiện tại thì VGS đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 227 có thời điểm công lên vùng 24, phiên ngày hôm nay cũng là cực đẹp nó quay trở lại test ở vùng 21.3. Nhìn trên góc độ kỹ thuật như thế này thì dòng tiền tốt này, rất là tốt này và VGS có khả năng nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 21.3 đến khoảng vùng 22. Uh, mục tiêu mục tiêu thì như vậy là nhịp này của VGS tương đối là đẹp rồi và như vậy là nó có thể nó sẽ ngắm về lại vùng cảng tuần ở đây khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 26.5 hai mã cổ phiếu penny của nhóm thép các anh chị lưu ý TVN và TLH thì uh, đối với hai mã cổ phiếu này quan điểm của cá nhân Hùng Lê là đánh dài gom dài các anh chị hiểu đánh dài gom dài rồi đó, uh, và trong tuần vừa qua chúng ta có điểm gom 7.2 cực đẹp trong tuần trước nữa thì chúng ta có điểm gom 6.7 đến vùng 6.8 cũng cực đẹp và tuần này thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu công cản kỹ thuật ở vùng 8 đến khoảng vùng 8.3 đây nó chạm về khoảng đây mút đến 8.3 chắc chắn phiên này đến 8.3 là chỉnh đấy rồi sau đó phiên ngày hôm nay nó lại tiếp tục test lại ở đây như vậy có vùng 7.4 7.5 cũng là vùng gom cực đẹp tức là gì à, tại những cái thời điểm mà cổ phiếu chỉnh cung lại các cái vùng hỗ trợ các anh chị đây là các vùng hỗ trợ này đó thì chúng ta gom và tại những vùng cản kỹ thuật thì các anh chị có thể bán ra tùy hoặc là chúng ta gom dài mà đánh dài thì như vậy là chúng ta cứ gom để chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu mục tiêu ở nhịp này như vậy là TVN sẽ đánh lên vùng 8.5 trong trường hợp vượt 8.5 thì chúng ta sẽ nâng target lên khoảng quanh vùng 9 tức là nó có hai target kỹ thuật ở đây và để mà mà lên được 9 thì đầu tiên chúng ta phải ngắm vào vùng 8.5 đã đúng không ạ TLH thì hết nước chấm TLH thì trong tuần vừa qua gọi là một trong những cái mã cổ có thể gọi là siêu phẩm siêu phẩm của thị trường các anh chị siêu phẩm của thị trường sau nhịp 1 TLH đẩy lên được vùng 9.1 và chỉnh cung thì cũng đã có phân tích vùng chỉnh 1 nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 8.5, 8.6, vùng chỉnh 2 nó sẽ về khoảng vùng 8.3 và vùng chỉnh 3 nó sẽ nằm ở khoảng vùng 8.1. Ok và như vậy là và 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 như vậy là 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 chỉ số và và nó không về đến vùng 3. Hôm qua là tuần này nó về đến vùng 2 thôi và bắt đầu nó có cái lực phục hồi lên với lực cầu hai phiên kết tuần nó đánh khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu như thế này tức là dòng tiền lớn nó bắt đầu nó đánh có thể là cái quá trình này này cái quá trình này là quá trình mà nó thu gom và bắt đầu là đến cái thời điểm này là thời điểm mà nó đánh dốc lên để nó break nền thì nó đã chính thức bất bất được cái cái nền trăm năm đây và nó hướng về vùng cả kỹ thuật ở vùng 10 như vậy là đạt mắc đã kỹ thuật ở 10 trên 10 ở trên các đồ kỹ thuật đối với TLH thì khả năng nó sẽ có cái sự chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 9.8 đến vùng 10. Mục tiêu thì mục tiêu của TLH thì nó dài lắm. Bởi vì trên cái chạc kỹ thuật tuần thì cũng đã có chia sẻ với các anh chị rồi. Còn con con TLH này đó, trên trạc kỹ thuật tuần cũng có chia sẻ rồi, tức là hiện tại nó đang là một uptrend và khi mà nó đạt đến target 10 rồi thì rất có thể target tiếp theo của nó là nó sẽ đánh lên vùng 16 và tại vùng 16 này thì nó sẽ chỉnh cung, nó sẽ chỉnh nó sẽ lừa một một nhịp về đạp nó sẽ đạp về khoảng quanh vùng 12 và sau đó nó sẽ kéo sóng 3 lên khoảng quanh vùng 20. Đó tức là cái đường đi của nó đây là những cái đường sóng lớn thế còn trên những cái sóng lớn đó thì nó phải có những cái sóng nhỏ lan tăn các anh chị chứ không phải là một phát nó kéo phăng phăng từ 10 lên 16 đâu nó còn phải kéo gọi là nó lên nhịp nhàng nó lên một ít rồi nó chốt lãi này rồi nó lại chùn lại một tí rồi nó chốt chốt như vậy để nó còn neo giữ cái dòng tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ ở trong cổ phiếu nó để 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 nó nuôi dưỡng gọi là nuôi dưỡng để nó lớn dần dần ví dụ như vậy <laughs> rất là đẹp cổ phiếu TLH rất là ok các anh chị nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công hai nhóm này cũng đã được phân tích khuyến nghị là những nhóm ngành chủ đạo cho năm 2023 tức là từ quý 4 của năm 2022 thì chúng ta đã có những cái định hướng phân tích rồi thì đối với KSB đối với KSB ở đây thì trong tuần vừa qua nó đánh hai vòng nói chung là đánh tương đối là khó chịu thứ nhất là nó có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 31 và sau đó nó lại Uh, lo vượt lại ở vùng 30 33 cộng và hai cây đến uh, kết tuần thì nói chung là nó cũng cũng chịu. Nói chung là cái này thì không 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 phân tích nổi đúng không ạ? Không phân tích nổi. Thì uh, với với góc độ kết kết tuần và kết phiên như thế này thì chúng ta sẽ nói đến ở trong tuần tới khả năng vùng 30 30.5 sẽ là hỗ trợ kỹ thuật ngắn sẽ là hỗ trợ kỹ thuật ngắn của cổ phiếu KSB và trước khi mà nó tích lũy thành công ở đây để kỳ vọng có một lực phục hồi PLC <laughs> PLC cũng như vậy Nhịp 1 thì gần như nó đã tích lũy rất là thành công Ở vùng 36 và nó có long lên Điểm long này thì nó long vượt lại Ở khoảng quanh vùng 37.5 37.3 và lực cầu không đủ lớn Hai phiên kết tuần thì PLC bị bán tương đối là mạnh Điểm ngày hôm nay có thời điểm là PLC đã bị mất Ở vùng 34.5 Có rút chân lên nhưng trên góc độ kỹ thuật Thì khả năng tuần tới PLC nó sẽ còn tiếp tục quay trở lại test lại ở khoảng quanh vùng 34 trong hợp trong trường hợp nếu vùng 34 bị phá vỡ thì như vậy có thể có một cái cây nến nó nhúi à, nó nhúi nó tắt ao nó nhúi nó tắt ao có nghĩa là nó sẽ nhúi sâu xuống ở khoảng quanh vùng 32 và sau đó thì nó rút chân xanh lên Uh, với một cái lực cầu áp đảo, uh, với một cái lực cầu áp đảo để nó đảo pha ở bên này thì cũng rất có thể là như vậy đó là một cái kịch bản mà chúng ta chuẩn bị sẵn trước tiền bạc cũng như tín hiệu căn cứ tín hiệu để chúng ta hành động các anh chị nếu trong trường hợp nó nhúi về 32 hai và nó rút chân mạnh mẽ lên thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta đang cập plc chúng ta khẩn trương chúng ta bắt các cái vị thế uh, chứng khoán như vậy thôi theo dõi tín hiệu để hành động <laughs> BCC trong tuần thì nó test về 12 có lực long tuy nhiên là lực long này dự kiến là long về 13 nhưng mà nó không đủ mạnh và trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng có một cái điểm test khá là sâu ở vùng 11.8 như vậy tuần tới khả năng BCC nó sẽ tiếp tục uh, test lại vùng 11.8 đến vùng 12 uh, cản kỹ thuật thì chúng ta vẫn ngắm ở đấy vậy như vậy thôi 12.8 đến khoảng quanh vùng 13 đây là cản kỹ thuật ngắn của cổ phiếu BCC nhóm đầu tư công gồm có VCG. <laughs> Thì nhìn chung ở trong tuần vừa qua VCG cũng đã có một điểm test một thành công ở vùng 26 và nó đã long lại và điểm long này thì va vào vùng cản 28 28.5 và phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì về cơ bản là cả thị trường tất cả các mặt bằng các mã cổ phiếu uh, đều quay đầu giảm giá ở trong hai phiên này. Thì đối với VCG ở đây chúng ta thấy rằng là phiên ngày hôm nay đã đóng về vùng 25.4 tức là uh, nó đóng đúng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở điểm này như vậy khả năng tuần tới thì nó sẽ test về tiếp tục gọi là tiếp tục test ở vùng 25 25.4 điểm sâu hơn điểm sâu hơn thì chúng ta sẽ phải tính toán ở vùng 24 đến vùng 24.3 tại đây thì căn cứ tín hiệu thì chúng ta mới đánh giá được cái khả năng phục hồi của cổ phiếu FGN trong tuần vừa qua đánh cũng rất là tương bừng tuần trước đánh rất là tương bừng đúng không ạ Đấy kéo một phát từ vùng 14 lên đến tận vùng 19 cộng và như quan điểm kỹ thuật cùng khi mà nó vượt lại vùng 19 á Thì bao giờ nó cũng sẽ phải test lại điểm test thứ nhất đó là vùng 18.7 và khi vùng 18.7 này bị thất bại Đó thì nó sẽ test về vùng 18 18 mà test thất bại thì nó sẽ về tiếp ở đây này Nó sẽ về tiếp 17.2 Trong phiên ngày thứ tư nó về 17.2 nó có phục hồi lên và phiên ngày hôm nay thì gáp, gáp giảm rất là mạnh Uh, khi vùng 17.2 bị mất thì nó sẽ về vùng 16.5 và cây nến của phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới nó sẽ quyết định xu hướng. Trong trường hợp nếu như nó tiếp tục đè 16.5 thì như vậy là cổ phiếu sẽ tiếp tục có uh, điểm test kỹ thuật tiếp theo. Đó, nó cứ hạ vậy thôi 15.5 và thậm chí nó có những cái điểm nhúi có thể nhúi lại ở vùng 14.4 đến khoảng vùng 14.7 ở đây. Đó. Nó cứ hạ như vậy thôi thì chúng ta không phải là nhà tạo lập chính vì vậy nên là chúng ta thì nương theo xu hướng và khi xu hướng nó giảm thì nó cứ thế nó giảm thôi phiên câu 4 ở trong tuần trước đánh khá là tốt khi nó đánh về được vùng 16.5 và nó không bứt được cản 16.5 nên nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật tuần vừa qua chúng ta phân tích ở vùng 14.5 về bản chất kỹ thuật là cả tuần thì nó đều nằm trên 14.5 và phiên ngày hôm nay thì nó bị mới bị mất thôi phiên ngày hôm nay thì phiên hoảng loạn nhà đầu tư hoảng loạn Uh, có rút chân ở vùng 13.5 và rút nhẹ lên như vậy là chúng ta cũng có thể kỳ vọng ở góc độ kỹ thuật trong ngắn hạn như vậy nó sẽ về lại vùng 14 14.2 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi sau đó nó có thể đạp nhẹ lại để nó tích lũy và chúng ta sẽ phân tích thêm ở cái biên hỗ trợ ở đây là 13 5 14 14.2 của Sienco 4 G36 um... Tuần vừa qua nhìn chung là chỉnh, nó gặp vùng 10 thì nó sẽ chỉnh nhịp một nó sẽ chỉnh về ở quanh vùng 9.6. Tích lũy không thành công ở vùng này thì nó tiếp tục nó sẽ chỉnh về vùng 9. Vùng 9 tích lũy không thành công thì nó sẽ về ở vùng 8.3 đến vùng 8.5 và như vậy khả năng tuần tới về mặt xu hướng kỹ thuật là G36 sẽ quay trở lại vùng 8.3 8.5 để tích lũy ở vùng này. Uh, một nguyên lý vận hành của cổ phiếu đó là phá kháng cự thấp thì nó sẽ đi về kháng cự cao. Ví dụ trong nhịp này, đầu tiên nó sẽ phá cái cản ở đây cản 9. Sau đó nó sẽ tiếp tục phá ở đây, đó, nó là lượt như vậy thôi, nó sẽ phá cản 9.6. Uh, phá thành công ở cản 9.6 thì nó sẽ phá lên cản 10, phá cản 10 thành công thì nó sẽ lên vùng 10.5, nhưng mà lên đến vùng 10 là là bắt đầu quay đầu rồi. Thì như vậy là 10 10.5 nó sẽ không có. Và khi ở 10.5 thì nó sẽ lại test lại lần lượt như vậy, lần lượt ở bên này như thế nào, đi lên như nào thì bên này đi xuống nó cũng sẽ như vậy. Đó chúng ta không thể làm khác được các anh chị nhiều anh chị bảo thế sao anh ơi anh không hoặc là sao người ta đang cầm cổ phiếu người ta nhiều tiền tại sao người ta không không đưa tay người ta đỡ đi anh bảo đỡ làm sao được đỡ vào mắt khi nó đã hình thành xu hướng thì có đỡ vào mắt tiền tấn không đỡ được <laughs> Ở đối với HHV trong tuần về cơ bản HVV test rất thành công ở vùng 17 cái chị chỉ có đến phiên kết tuần nó mới mất 17 thôi chứ còn về bốn phiên giao dịch hết sức là tích cực Ờ uh, nhìn về mặt xu hướng thì nó vẫn khá là tích cực thôi tuần tới thì khả năng ở vùng 16.2 đến khoảng vùng 16.5 đây nó sẽ có xu hướng test lại ở đây trong trường hợp mà test thành công thì như vậy là tốt còn trong trường hợp mà test không thành công như vậy thì khả năng là sẽ tiếp tục bị chỉnh giảm tiếp em lcg lcg trong tuần thì cũng đánh hai vòng thậm chí tuần trước tuần trước nó đánh được về vùng 15 dự báo test lại ở đây vùng 14 đấy tuần này nó hai cái nến test 14 rất thành công và nó tiếp tục long lại 15 cộng Ờ uh, rồi sau đó thì nó lại nó lại test lại vùng 14 và như vậy khả năng tuần tới nó sẽ có ở vùng ba 13, chín 13, điểm sâu hơn sẽ là vùng 13.5. Ờ uh, cổ phiếu nó có thể nó sẽ nhúi về đây và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cái lực cung cầu để chúng ta đánh giá tiếp. Trong trường hợp ví dụ tích thành công ở vùng 3.5 thì rất có thể là nó sẽ phục hồi. Nhưng trong trường hợp nếu mà nó xuất hiện một cái nến như này, uh, ví dụ nó xuất hiện một cái nến đỏ như này thì như vậy là lấy uh, như vậy là thị trường của chúng ta lại hỏng về mặt xu hướng. Đó thì tùy tùy theo tùy theo cái cái góc độ nến để chúng ta uh, phân tích các anh chị nhá tùy theo tín hiệu nhóm ngành tiếp theo uh, chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành bất đồng sản dân cư đây cũng là một nhóm ngành rất quan trọng nhóm ngành xương sống và uh, khi nhóm ngành này tăng điểm thì như vậy là thị trường của chúng ta sẽ rất là sung sức mà khi nhóm ngành này giảm điểm thì như vậy thị trường của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn đó anh chị đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích sell thì ở đây sell chúng ta thấy rằng là cái thời điểm mà chúng ta có phân tích cái vùng cản kỹ thuật của nó ở đây nó khoảng quanh vùng 29 đến khoảng vùng 30 đây là vùng cản kỹ thuật rất là mạnh thì trong tuần vừa qua thì sell đã bắt đầu có một cái xu hướng chỉnh cung điểm chỉnh một nó sẽ chỉnh về vùng 26.6 điểm chỉnh 26.6 điểm chỉnh 2 thì nó sẽ chỉnh về 25 và điểm chỉnh 3 thì nó sẽ chỉnh về vùng 23.5 và tuần này uh, phiên ngày hôm nay có rút chân lên từ 23.5 nhưng nhưng khả năng cao thì vùng 23.5 khó giữ bởi vì hiện tại tín hiệu đường MACD đang khá là xấu thì tuần tới tuần tới xu hướng của sell nó sẽ về ở khoảng vùng 23 và cái cây nến cây nến để mà chúng ta lựa xu hướng tiếp theo đó là cái cây nến ở quanh vùng 23 trong trường hợp thích tích thành công ở vùng 23 thì như vậy là chúng ta có kỳ vọng lực long nhưng nếu trong trường hợp thủng 23 thì như vậy là chúng ta phải tính toán đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở khoảng quanh vùng 21. Đó. ở cổ phiếu HDG cũng khá là khá là 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 là, là, là kinh khủng. Trong tuần vừa qua nó test về vùng 30 và nó cũng có một điểm long lại vùng 32 đến phiên giao dịch ngày thứ năm thì gần như nó cũng tụt theo thị trường thôi cho nên cái tuần thì nó lại phá mất vùng 29.7 rồi và khi vùng 29.7 bị phá vỡ kết hợp với tín hiệu đường MACD nó đang xanh và nó đang xanh và tự dưng nó lại chuyển đỏ này chả phải tự dưng đâu bởi vì nó là tín hiệu kỹ thuật mà thì <laughs> như vậy tuần tới sẽ ở khoảng vùng 28.6 28.6 đến khoảng vùng 29 tiếp tục đánh giá thêm về vùng hỗ trợ kỹ thuật này trong trường hợp nếu vùng 28.6 bị thủng thì nó lại hạ tiếp độ cao còn không thủng thì chúng ta sẽ phân tích tiếp cổ phiếu HDC về cơ bản là tốt phiên giao dịch ngày thứ hai à ngày thứ ba test lại hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng chấm 4 long bật lại vùng 36 cộng và cây đến kết tuần thì nó hở gáp giảm ở đây như vậy tuần tới HDC sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 33.4 trong trường hợp nếu như vùng 33.4 bị thủng thì chúng ta phải tính toán ở một cái kịch bản nó xấu hơn đó đó là đây chúng ta phải đón ở cái vùng hỗ trợ cái thuật này đó là khoảng quanh vùng 31 đến khoảng vùng 31.5 ở vùng 32 DPG <laughs> Đối với đạt phương ở trong tuần và tuần này và tuần trước thì chúng ta đều đã có phân tích một cái kênh xu hướng giảm của đạt phương ở đây. Và tuần này thì nó tiếp tục chạm về vùng 45 và vùng này nó không thể bứt thoát được thì nó sẽ tiếp tục tiện, nó sẽ tiếp tục đẩy lại vùng 41.4 đến khoảng quanh vùng 42. Tại đây thì nó lại tiếp tục đẩy lên vùng 44 và đây kênh đến ngày hôm nay nó đẩy đến 44 nhưng mà nó cũng không thành. À, như vậy thì tuần tới nếu nó khỏe thì nó sẽ lừng khừng ở quanh vùng 41.4 Trong trường hợp nó yếu hơn thì nó sẽ phải quay trở lại test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây Đó là khoảng quanh biên 38.9 đến khoảng vùng 39.5 Điểm sâu hơn sẽ ở khoảng vùng 38 đến khoảng vùng 38.5 Tức là nó chạm quanh xu hướng Thì như vậy là tạm thời thì các anh chị bắt đáy Chúng ta bắt từ từ các cái vị thế một và chúng ta chờ những cái tín hiệu đảo chiều đảo pha hoặc là tại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ví dụ như vùng 38 38.5 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh thì chúng ta có thể cân mạnh hơn của phiếu KDH trong tuần nó cũng làm hai vòng đó, vòng 1 là về hỗ trợ 34 thì bật lên ở đây là vùng 35.6 và sau đó nó lại xả nhịp hai như vậy nhịp hai này thì nó khá là căng đấy hai cây nến này cũng hơi căng bởi vì tín hiệu đường mát thì đang đỏ tương đối là mạnh Uh, tuần tới, tuần tới hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 32.5 đến khoảng vùng 33 tiếp tục đánh giá. Và uh, tại đây thì cây nến này, cây nến của 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 quanh vùng 32.5 nó trở thành một cây nến cực kỳ quan trọng đối với mã cổ phiếu KDH. DIG. <laughs> Về mặt kỹ thuật là DIG cũng có phân tích này. Uh, các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần trước đó là vùng 29.4 đến khoảng vùng 30 à, đúng không? 30 là vùng cản kỹ thuật và như vậy là chúng ta phải bằng lòng với việc câu chuyện là cổ phiếu HDG như vậy là mắc target của nó là ở vùng 29.4 đến vùng 30 rồi và bắt đầu kể từ đây thì tín hiệu đường mã CD bắt đầu gì bắt đầu cắm đầu đi xuống có nghĩa là gì có nghĩa là cổ phiếu bắt đầu có cái sự suy yếu nhất định Ờ à, đối với DG tuần vừa qua nó cũng làm vòng 1 lên được a à, đấy vòng 1 nó còn lên được vùng 28.3 vòng 2 thì hỏng rồi với hai cây nến đỏ đặc như thế này và lực bán gia tăng phiên nay khá là mạnh, tín hiệu đường mà ACD cắm xuống như vậy là vùng 24.5. Vùng 24.5 sẽ là vùng mà mà tuần tới chúng ta phải tính toán thêm và thậm chí là có thể nó sẽ có một cái điểm nhún về ở vùng 24. Nó nhún về vùng 24 rồi có rút chân lên hay không thì bây giờ cái này nó sẽ sẽ phải phụ thuộc vào chúng ta sẽ quan sát uh, tiếp cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích để chúng ta lựa đường đi. <laughs> NovaLand, NovaLand. NovaLand đang có nhịp hồi hay thì thứ năm thứ sáu lại hỏng mất nha. Như vậy là NovaLand ở trong tuần thì chính thức là quay về vùng 17.5 là hỗ trợ, xong đó là nó tiếp tục test ở vùng 16.5 và có lực bật lên vùng 19. Hai phiên ngày hôm nay thì như vậy nó lại quay lại nó thả nền. Như vậy tuần tới thôi, tuần tới thì lại là 16.5, còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 15.5 và điểm sâu hơn nữa đấy chúng ta cứ cho hết tẹt 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 đi các anh chị tẹt 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 đi tẹt 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 đi thì khả năng là ở quanh vùng 14 14 ba như vậy là chúng ta bắt đáy chúng ta phân bổ tiền ra chúng ta phân bổ từ từ chúng ta phân bổ vốn để chúng ta sẽ có những cái vị thế nó tốt nhất tối ưu nhất đó chứ mà mà một phát mà các anh chị em ôn in ở phát ở đâu đây là thôi hỏng rồi đúng không ạ Ta chia nhỏ điểm mua ra giai đoạn này là như vậy chia rất nhiều điểm mua mua rất nhiều ngày đấy Đấy là những cái chiến lược mà cá nhân Hùng Lê thấy rằng nó rất là hiệu quả, hợp lý. Đối với đất xanh, như vậy là vùng 23, 23.5 vẫn bị lỗi hẹn rồi các anh chị ơi. Vẫn khó, đúng không ạ? Tuần này tiếp tục công về vùng 23 nhưng mà hai cái nến này là nó lại xíu xìu rồi. Phiên ngày hôm nay lại còn mất luôn cả vùng 21 nữa. Ờ, đường mát thì cắm như thế này thì cũng khó đấy. Tuần tới vùng 20, 20.3 trong trường hợp mà thủng nhá trong trường hợp thủng vẫn có trường hợp nó thủng bình thường các anh chị không phải là về đến đây là a à, hỗ trợ rồi bắt 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 cật lực không được bắt cật lực là phân bổ vốn như vậy là trong trường hợp về đến đây chúng ta phân khoảng 30% phần trăm về đến đây anh chơi khoảng tầm ba phần trăm nữa và thậm chí ở nhịp này có thể à, ông nói đấy, có những trường hợp rủi ro những cái trường hợp xấu đất xanh có thể về 16 sáu đó rồi bắt đầu nó mới phục hồi như vậy là chúng ta phải phân bổ những cái vốn của chúng ta rất là ok để chúng ta làm gì để chúng ta qua từng cái trạm qua từng cái điểm chỉnh cung thì như vậy là chúng ta vẫn có thể bắt được vậy cái đấy. Thế còn ví dụ đây về hỗ trợ đây làm onin phát đây thế nó về vùng 18 thì làm thế nào? Đó, nó về vùng 18 18 cho ba làm thế nào? Hoặc là ví dụ như ở đây là onin phát thế lỡ may nó về tận vùng 16 thì làm thế nào? Đó, như vậy là cái quá trình mà chúng ta bắt cổ phiếu, lựa cổ phiếu thì chúng ta sẽ phải rất là chú ý rất là thận trọng ở những cái nhịp như thế này. Rồi đất xanh xong Novaland xong PDR rất khỏe nhưng mà ngày hôm nay cũng không chịu được nhiệt Phát đạt như vậy là trong tuần phát đạt tiếp tục công vùng 26.7 lần thứ nhất lần thứ hai lần này tiếp tục công ở đây và công không thành và phiên ngày hôm nay thì bắt buộc là nó phải lùi lại vùng 24 24.3 như vậy tuần tới thì với góc độ kỹ thuật ở đây là một cổ phiếu khá là khỏe nên là một kỳ vọng là nó sẽ giữ được ở vùng 24 còn trong trường hợp vùng 24 mà không không giữ được thì nó sẽ về vùng 22 thôi. Nó 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 cũng là cái quy luật chung của thị trường thôi, hoặc là có thể ở đây vùng 24 nó sẽ có sự hồi nhẹ. Và sau đó thì nó lại đạp tiếp một nhịp nữa, ví dụ như thế về vùng 22 và sau về đến vùng 22 này thì nó lại mới tiếp tục kéo ở bên này. Thì câu chuyện là nó rất nhiều các cái phương hướng dự báo về mặt đường đi như vậy và chúng ta nắm trước được cái cái cái, cái tình hình như vậy chúng ta sẽ kịch bản nào chúng ta cũng sẽ phải điều phối được. Đó phân tích cho các anh chị một số mã cổ phiếu penny hqc ở đây nó tuần qua thì nó chạm vào vùng bốn bốn hai nó bật lên ở đây nó vùng ở đây nó lại thành vùng cản bốn trăm ba mươi bốn nó lại nhả về như vậy uh, cuối tuần nó lại nhả về như vậy tuần tới thì lại bốn bốn hai và kỳ vọng là nó sẽ có sự phục hồi ở đây scr scr con này rất là thích này tuần vừa qua hơi hơi tiếc nuối bởi vì khi mà nó đã test uh, con này nó test uh, nó test nhịp một rất thành công ở vùng 8.1, lòng nghĩ là như vậy là xong rồi đấy. Bởi vì uh, lực cầu nó cũng uh, tất nhiên là lực cầu chưa được chưa được chưa được cho nó khỏe lắm nhưng mà ít nhất là tín hiệu nến là nhìn thấy khá là đẹp và nó bươn lại được ở đây, đó là vùng kỹ thuật ở vùng 8.4, vùng 8.5. cho đến ngày hôm nay thì nó đóng ở vùng 8 hơi đuối, đóng ở vùng 8 như thế này thì khả năng tuần tới về mặt uh, thiên hướng kỹ thuật như vậy là nó sẽ lại phải ở đây là vùng 7.75 đến vùng 8 lên xu hướng test lại rồi, uh, xây lại ở đây chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật nó tốt hơn tối ưu hơn tức là lực cầu đánh khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu cổ phiếu thì như vậy lúc đó SCR sẽ có cái dòng tiền quay trở lại ở cổ phiếu CCL cũng là một mã cổ phiếu đang theo dõi Cứ gọi là đang đánh chứ không chẳng phải theo dõi đâu đó sau khi chia cổ tức và một phần đã hiện thực hóa lợi nhuận ở quanh vùng 8 thì cổ phiếu chỉnh cung như vậy ở quanh vùng 7 thì chúng ta đang bắt một ít ở quanh vùng 7 và chờ đợi vùng 2 nó sẽ có thể là hoàn toàn có thể có vùng 6.3 6.5 ở vùng này thì chúng ta sẽ ăn ăn thêm một ít ở vùng này nữa để cũng đã chờ đợi thêm một cái khả năng phục hồi cổ phiếu ở bên này nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành dầu khí thì đối với mã cổ phiếu plx plx thì cũng đã nói rồi nó đánh hơi khó khó chịu đó tuy nhiên là chúng ta nắm được vùng cản kỹ thuật ví dụ như ở vùng 40 40.5 ở đây chúng ta bán thế này còn với những cái tài khoản mà ví dụ đâu đó mà gom ở 40.5 là có khi phiên ngày hôm nay nó nhúi về khoảng vùng 38 38.2 là cắt lỗ này cắt lỗ xong nó lại kéo về vùng 39 có khi tiếc nuối thì tuần tới nó lại lừa lừa nó lại rê lên 39 39.5 đến 40 xong nó lại xả tiếp phát nữa như vậy lại lại, lại ăn lừa lần hai thì đó cái câu chuyện cái vòng luồn quần đấy chắc chắn là rất là nhiều bởi vì bởi vì cá nhân ông Lê đã đi ở trên thị trường chứng khoán 13 năm và ông đã trả giá rất là đắt từ những cái câu chuyện như thế này. Đó, mình không mình mình không làm chủ được cuộc chơi các anh chị, mình không làm chủ được cuộc chơi và mình cứ bị cái bọn đấy nó lừa. Đó, nó liên tục nó lừa như vậy, liên, liên tục nó rang như vậy và mình liên tục là mua đỉnh bán đáy đấy là cái câu chuyện mà khi chúng ta không làm chủ được cuộc chơi. Còn khi chúng ta đã làm chủ được rồi thì chắc chắn nó sẽ không có được những cái câu chuyện đó. Đó thì ở đây là khả năng là tuần tới nó sẽ hồi lại nhé kiểu gì nó sẽ có có thể là với cái cách mà nó đánh như này nó sẽ hồi lại vùng 40 40.5 rồi đâu đó có thể nó xả lại vùng 38 đó còn điểm sâu hơn thì có thể là vùng 37 7.2 ở đây thì về về mặt lý thuyết là về vùng 37 37.2 hoặc là về vùng 36 36.5 ở đây là các anh chị hoàn toàn có thể bắt đáy được và lên đến vùng cản trên này các anh chị canh để mà bán đơn giản như vậy thôi nói dài nói dai thì cũng chỉ kết luận lại là vùng nào là vùng cản kỹ thuật thì chúng ta nên ra hàng vùng nào là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta nên vào hàng chốt hai câu đấy cổ phiếu PPS cản kỹ thuật ở đây vùng 40 như vậy là trong tuần này thì nó cũng chiêu rất đẹp về vùng 38.4 có hồi thì lên vùng 39.5 đấy gần 40 và cây nến kết tuần thì có rút chân lên chạm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 36 và rút chân lên ở vùng 37 37.3 như vậy trên cao độ kỹ thuật nếu thuận nếu khỏe thì nó sẽ có thể nó sẽ test lại ở vùng 36.5 anh chị 36.5 năm uh, test thêm một vài cây nến ở đây nữa rồi có thể nó sẽ lo nó sẽ quay sideways và nó phân phối khả năng sideways phân phối bởi vì uh, cái target kỹ thuật của PVS ở thời điểm hiện tại tức là PVS cũng đã tăng một cái sóng tăng tương đối là dài và PVS cũng kéo nếu mà tính ra là từ vùng giá 20 các anh chị từ vùng giá 20 đi từ vùng giá 20 và như vậy đến cái chân đến cái điểm sóng này là PVS đã lên đến 40 tức là nó cũng kéo khoảng tầm 100 cái vị thế uh, cái tài khoản từ những vị thế ban đầu rồi như vậy thì rất có thể là tạo lập họ sẽ tiến hành họ phân phối một phần hàng hoặc như thế nào đó thì theo quan điểm của Hùng là vùng 40 41.3 đây cũng là những vùng cản kỹ thuật rất là mạnh của cổ phiếu rồi thì các anh chị có thì các anh chị cứ lướt hàng ví dụ về vùng 36 36 5 thì chúng ta có thể cân nhẹ và về đến vùng 40 39 5 40 41 ở đây ví dụ như thế thì chúng ta có thể bán ra và ở giai đoạn này là nó sẽ đánh sideway hình xin đó lên này xuống lên này xuống đó, trong một cái biên như vậy thì chúng ta tận dụng để chúng ta tối ưu T0 T1 <laughs> Uh, rồi, MPBD, như vậy PVD là tuần uh, thứ sáu tuần trước là đạt 28 trên 28 thì như cũng có phân tích rồi đúng không ạ? Khi mà lên đến cái vùng này, đó là vùng cản thì đương nhiên nó phải có cái sự chỉnh cung rung lắc. Đây là câu chuyện bình thường thì nó chỉnh điểm đẹp nó chỉnh về 26.5 thì về bản chất kỹ thuật là trong trong phiên ngày thứ tư, thứ hai. Đấy, 26.5 rút chân lên thì có phục hồi lên vùng 27 cộng nhưng mà hai cái nến thứ năm và thứ sáu thì chịu rồi. Không phân tích nổi đâu đó và vùng 24.8 ở đây hiện tại đang là hỗ trợ kỹ thuật có thể tuần tới nó sẽ sai quay nhẹ quanh biên 24.8 đến vùng 25 lăm à, tích lũy thành công ở biên này có thể có sự phục hồi ở sau đó có thể có sự phục hồi sau đó còn nếu mà tích lũy không thành công thì như vậy là nó sẽ phải hạ độ cao nó hạ về cái vùng hỗ trợ thấp hơn đó là có thể là vùng 23 đến khoảng vùng 23.3 tùy BSR như vậy là cũng bị chốt rồi các anh chị nhá tín hiệu này là BSR bị chốt rồi Uh, sau một tuần sideways ở biên ở đây đó là biên 21.4 và biên 22 đó và nó liên tục cố đánh nhưng mà nó đánh không được đồng thời tín hiệu đường MACD bắt đầu uh, bắt đầu phiên giao dịch uh, bắt đầu phiên giao dịch này này tức là bắt đầu phiên giao dịch của ngày thứ hai thì như vậy là tín hiệu đường MACD bắt đầu có sự suy yếu và đến thời điểm hiện tại thì tín hiệu đường mát chỉnh đỏ ở kết tuần Điều này cho thấy rằng là cổ phiếu bắt đầu có một cái sự suy yếu nhất định và với việc là BSR phiên ngày hôm nay mất vùng 21.4 như vậy thì BSR sẽ có thiên hướng kỹ thuật nó sẽ có thiên hướng kỹ thuật là tiếp tục chỉnh cung về khoảng quanh vùng 20 và điểm sâu hơn ở đây sẽ là vùng 19.5 tức là vùng 19.5 đến vùng 20 trở thành hỗ trợ ngắn của BSR OI ở trong tuần dự báo chỉnh cung về khoảng quanh vùng đây này khoảng quanh vùng 11.4 để tiếp tục bật tuy nhiên là vùng 11.4 nó tích lũy không thành công 11.4 tích lũy không thành công thì nó sẽ có điểm chỉnh kỹ thuật thứ hai đó là điểm chỉnh 11 và điểm chỉnh kỹ thuật thứ ba đó là điểm chỉnh 10.7 đến khoảng vùng 10.8 trong phiên ngày hôm nay nó về đến điểm 3 có rút chân lên à, tuy nhiên điểm rút chân này thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là nó cũng chưa thực sự là thuyết phục và bởi vì oi nó cũng có kéo một cái nhịp khá là ngắn ở đây à, nó có lợi nhuận nên là trong trường hợp nếu như tuần tới nó sẽ quay trở lại vùng 10.7 đến vùng 10.8 để nó test cung tích lũy để nó đánh giá thêm cái khả năng chịu tải chịu nền ở đây và tại vùng đương nhiên tại vùng 10.7 nó xuất hiện một cây nến và cây nến nó sẽ là cây nến rất quan trọng để uh, tiếp tục đánh giá về mặt xu hướng kỹ thuật. Nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì như các anh chị em biết rồi, chứng khoán là một trong những cái nhóm ngành rường cột của thị trường, gọi là nhóm ngành xương sống. Trong thời gian vừa qua, thị trường chúng ta tăng tốt cũng là nhờ cái sức tăng của nhóm ngành chứng khoán. Và trong tuần vừa qua, cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán thì nó có hai nhịp. À, nhịp đầu tuần thì như vậy là nó long lại ở vùng cản ngắn và nhịp kết tuần đó là phiên giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì hai cây nến của hai phiên ngày hôm nay thì hai cây nến rất là tồi tệ đối với mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán đúng không đó đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu VCI test thành công ở vùng 46 46.5 có nhịp long lại ở vùng 49.55 đến vùng 50 đây là vùng cản kỹ thuật và khi về đến đây thì như vậy là đến phiên ngày thứ năm thì nó lại trả hết và đến phiên ngày thứ sáu thì như vậy là thủng luôn vùng 45 các đội kỹ thuật với việc tín hiệu đường CD đang cắm xuống như này thì khả năng nhóm ngành chứng khoán tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 43, tức là VCI sẽ đạt đánh về quanh vùng 43. Trong trường hợp nếu thủng 43 thì nó sẽ đi về ở đây đó là đó là biên 40 đến biên 41, quy luật như vậy thôi. SSI hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần đó, phiên ngày thứ hai test tốt và nó tiếp tục kéo về vùng đỉnh 36 cộng và hai cây đến cái tuần thì như vậy thôi, nó là số phận chung và tín hiệu đường mát cắm đầu Uh, về cơ bản là trong phiên giao dịch ngày hôm nay như vậy là VCI đã bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 33 nên nó tuần tới nó sẽ hướng về vùng 31.7 thủng 31.7 thì nó lại hạ tiếp nó hạ từ từ ở đi đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích đến đó HCM HCM cũng như vậy có một nhịp kéo ở phiên đầu tuần và phiên ngày thứ năm thứ sáu thì hai cây nến giảm rất là mạnh ở phiên ngày hôm nay thì nó có một cái gáp uh, gáp giảm hở gáp ở đây và cây nến kết phiên thì gần như đóng cửa thấp nhất phiên như vậy nó gần như nó cũng không có một gọi là không có cái sự lực đỡ lực đỡ ở đối với nhóm này này như vậy ở uh, cây nến thứ hai tuần tới nó sẽ là cây nến khá là quan trọng nhưng theo quan điểm của hùng là nó sẽ còn bị đạp tiếp phải đạp tiếp và nó sẽ đi về ở đâu đó khoảng quanh vùng 30.6 30.6 trong trường hợp thủng 30.6 thì nó sẽ hạ độ cao đây nhưng mà Hùng sẽ quan sát ở 30.6 trước cổ phiếu VND có nhịp kéo ở đầu tuần và nó thậm chí là điểm này còn kéo break đỉnh cơ vùng 25,2 cơ đó hai cây nến kết tuần thì thôi chịu rồi thủng vùng 23 xu hướng tuần tới sẽ đi về khoảng quanh vùng 22 thậm chí là có thể nó nhún lại khoảng vùng 21.5 vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 ghi ở đây 21.5 đến khoảng vùng 22 để quan sát FTS cũng uh, hoành tráng quá rồi các anh chị, chốt được rồi chứ còn cái gì nữa. Trời ơi, 43 43.5 hai tuần rồi sideways. Uh, thậm chí tuần này nó cũng đánh khá là là dị đấy. Tết uh, test thành công 43 kéo lên tiếp tục 45 46 và hai cây nến này thì hai cây nến này thì không ai nói giỏi nó tài được bởi vì nó là gì nó đi theo tin tức các anh chị nhé Đừng có ai nói giỏi nó tài hai cây nến của ngày thứ năm và ngày thứ sáu nó đi theo tin tức và vì nó đi theo tin tức nên là phân tích kỹ thuật thì các anh chị không phân tích được đâu. Uh, rơi khá là mạnh tín hiệu đường mát cắm xuống như vậy tuần tới xu hướng ở vùng 37.5 đến khoảng vùng 38 SHS cũng cũng như vậy nó có một điểm kéo đây test nhẹ lại lên và vẫn có target 20 cộng ai cây nến đỏ mất vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 18 xu hướng tín hiệu đường mát cắm xuống thì xu hướng tuần tới ở khoảng vùng 16.3 16.5 VX cũng tăng quá là tốt rồi chốt ở vùng 12 cười hở 10 cái răng cuối cùng từ 12 nó kéo lên tận vùng 20 Đấy, nó là thế và khả năng thì nhịp này là là đai thật rồi nhịp này thì không không còn sự chống đỡ nữa rồi bắt đầu từ khoảng phiên do uh, bắt đầu từ đây đúng thật đúng là ta ghét 20 thôi và tuần nó test nhịp một nó kéo lên nhịp 2 và uh, tuần này thì về cơ bản là mất vùng 19.2 mất vùng 19.2 thì sẽ hạ xuống vùng 7.5 tín hiệu đường ma CD như này là cực xấu các anh chị nhé cực xấu Uh, về mặt kỹ thuật tuần tới nó sẽ test lại vùng 17.5 trong trường hợp thủng 17.5 á thì nó sẽ hạ độ cao về đây về đây này với khả năng hạ độ cao về khoảng quanh vùng 16.8 16.7 đến à, xin lỗi cả nhà 15.7 đến khoảng vùng 16. AGR cũng tăng quá là tốt rồi Đó, trong tuần vừa qua AGR còn bứt lại cản lần thứ hai bứt lại cản 20 lần thứ hai rồi mới rung À, rồi rụng thế này là mất 18.4 Mất 18.4 thì sẽ có xu hướng về 17.5 Sâu hơn sẽ là khoảng vùng 17 đến 17.25 Đấy tuần tới là sẽ như vậy Cổ phiếu VDS um, Đó có kéo Có kéo lên Và như vậy là tuần này nó còn, còn tiệm cận lại cái vùng cảnh kỹ thuật ở đây Của nó là vùng 19 cơ VDS thì chia cổ tức Đó Hai cái nến này thì chịu rồi Ở đây vùng 16.7 đến vùng 17 Và tuần tới nó sẽ test ở đây trong trường hợp các anh chị ở đây nó cũng sẽ có một cái cái thiên hướng kỹ thuật nó thủng ở đường dưới hoặc là lo lại ở đằng trên nó nó rất là quan trọng và đây là cái 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 điểm hỗ trợ và từ cái điểm hỗ trợ này thì chúng ta phải có thêm những cái nến đóng ở đây để chúng ta phân tích xu hướng cổ phiếu ORS tuần vừa qua cũng đấy ORS còn chơi một phát lên vùng 21 cơ và phiên ngày hôm nay thì 19.5 về tín hiệu cơ bản tuần tới nó sẽ quay trở lại hỗ trợ ở đây đó là vùng 18.5 đến khoảng vùng 18.6 đây tức là nó quay lại thanh hỗ trợ này để đánh giá trong trường hợp hỗ trợ đó bị thủng thì lúc đó là chúng ta mới bắt đầu chúng ta có những cái phân tích tiếp theo có thể là vùng 17 17.2 17.5 đó thì tùy tức là phải phải về đến cái vùng này đã để phân tích đã rồi chúng ta mới phân tích được ở vùng dưới Cổ phiếu TCI như vậy TCI trong tuần cũng khá là nó làm hai vòng đấy Vòng một là test ở đây là test 12.5 Và kéo lên đấy kéo lên tận tiệm cận vùng đỉnh ở đây này Vùng kháng cự ở đây là vùng 13.5, 13.7 này Rồi vòng 2 thì uh, hôm nay là nó đá khá là sâu 11.5 Như vậy là khả năng nếu như tuần tới Trong trường hợp yếu và xấu thì nó sẽ test lại Đây là vùng 11, 11.3 Đây là tạm thời là vùng hỗ trợ thuật và ở đây xong đó thì như vậy là chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ có thể uh, kỳ vọng ở đây nó sẽ kéo lên đó ok rồi uh, về nhóm ngành thì uh, cơ bản là chúng ta sẽ dừng lại đây các anh chị nhá tất cả những mã cổ phiếu mà chưa được phân tích ở uh, trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì chúng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị uh, phần cuối thì chúng ta sẽ nói lại một tí tẹo nữa chúng ta sẽ nói lại một tí tẹo nữa về thị trường chung về thị trường chung các anh chị về thị trường chung thì như vậy đối với chỉ số VN Index thì ngay từ đầu bản tin thì cũng đã có đã có phân tích cho các anh chị rồi phân tích cho anh chị rồi à, chúng ta chém đi 1 phần 2 của cái râu nến này gọi là tích cực tức là chỉ số VN Index của chúng ta test ở trên vùng 1185 là tích cực gọi là 1180 thì chấp nhận được và test lại ở vùng 1175 thì là yếu đó Thế còn trong cái trường hợp chúng ta vẫn phải tính toán những cái trường hợp rủi ro Rủi ro đó là gì? Rủi ro đó có nghĩa là nếu như nếu như VN Index của chúng ta thủng ở cái vùng thủng ở cái vùng 11 1175 thì sao? Đúng không ạ? Có chứ, hoàn toàn có cái kịch bản này. Đó vậy thì trong trường hợp nếu như chỉ số VN Index của thủng thủng 1175 thì đương nhiên rồi, nó chúng ta cũng phải uh, nhìn nhận một cái vấn đề mà chúng ta có nói đến, đó là trong trường hợp khi mà ông đó phân tích phân kỳ của vùng 1220 điểm á thì nó có thể nó hình thành sóng chỉnh ABC đó thì cái cái, cái bản này lồng đã có đưa cho anh chị rồi này có đưa cho anh chị rồi đó, và đây cái kịch bản này tức là trong trường hợp nếu như VN Index chúng ta bị thủng và nó test nó test thành công tức là nó bị vỡ cái vùng 1220 thì như vậy là nó sẽ xuống ở vùng 1195 và vỡ 195 thì nó sẽ hạ hạ dần hạ dần như vậy đấy là cái quy luật của nó và có thể là nó sẽ nhúi lại và nó sẽ test lại ở vùng 1148 đến vùng 1150 lần thứ hai và tại đây thì nó mới bắt đầu có một cái lực phục hồi. Lực phục hồi này thì nó sẽ lên được khoảng đâu đó ở khoảng quanh 1850 đến khoảng vùng 1009 ở đây. Đó, rồi sau đó nó tiếp tục có một cái nhịp xả tiếp theo. Tức là hình thành sóng chỉnh A, nhịp hồi B và sóng chỉnh C, tức là sóng chỉnh ABC này nó sẽ kết thúc ở khoảng quanh vùng quanh vùng 1100 đến khoảng vùng 1110 điểm ở đây thì đấy là cái kịch bản không mong muốn nha, kịch bản này không mong muốn nhưng chúng ta vẫn phải mường tượng là trong trường hợp nếu xảy ra như vậy thì chúng ta cần phải có những cái xử lý như thế nào các anh chị nhá. Đó. Thế còn trong lại chốt lại ở trong tuần tới thì trên góc độ kỳ vọng là gì? Chúng ta sẽ kỳ vọng ở đây. Đó là khỏe là 1185 cộng, yếu là 1180, à, gọi là chấp nhận được là 1180, còn nếu như test lại 1175 thì như vậy là nó hơi yếu. Còn ở đây thì chúng ta cũng nhìn lại uh, cái chỉ số VN30 một tí. Như vậy là chúng ta thấy rằng là VN30 ở trong tuần trong cái nhịp tăng gọi là chân sóng 22.8 đến đây. Như vậy nó chạm nó chạm kênh xu hướng trên và đến thời điểm này thì như vậy nó cũng không thể uh, không thể bứt thoát qua được cái vùng 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 cả kỹ thuật rất là mạnh của chỉ số VN30. Thì như vậy á khi mà 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 chỉ số VN về lại ở vùng 1245 điểm, 240 điểm thì chúng đã có khuyến cáo với nhà đầu tư rồi. Chúng ta nên đưa tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu về ở 37 hoặc 5 năm để khi mà chúng ta có những cái nhịp chỉnh nhịp sâu như này ấy, thì chúng ta có tiền mà bắt đó có tiền mà bắt các anh chị chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta ôm full hàng ôm full cổ phiếu rồi ôm full mạc ở trên cái vùng 1245 điểm đối với chỉ số VN Index và đối với chỉ số VN30 ở vùng 1250 điểm ở đây thì như vậy về đây chúng ta làm gì còn tiền mà bắt nữa thậm chí là chúng ta còn bị công ty chứng khoán bán giải chấp nữa như vậy là lỗ lỗ đơn lỗ kép luôn đó thì cái câu chuyện như vậy thì chúng ta cần phải biết được là cái vùng nào vùng cản thì chúng ta nên làm gì và vùng hỗ trợ thì chúng ta nên làm gì tất nhiên là mọi cái sự phân tích nó không thể chính xác 100 nhưng ít nhất là khi chúng ta phân tích như vậy chúng ta đã loại bỏ được tương đối chúng ta đã loại bỏ được tương đối những cái xác suất mà chúng ta thất bại trên thị trường chứng khoán à, thì đối với chỉ số vn30 ở đây như vậy là phiên ngày hôm nay đây vn30 nó nhún nhí nha nhí nhún ở đây này ở vùng 1180 và như vậy thì cũng có thể hoàn toàn có thể có một kịch bản nó sau một cái cây nến rút chân này nếu đẹp đó thì chúng ta tức là ông đã nói rồi nếu đẹp và chém 1 /2, đến một phần hai đâu nến thì như vậy là đối với chỉ số uh, vn 30 cũng như vậy nó test ở trên vùng một một trăm tám mươi à đây đây là một một tám mươi à tức là nếu như vậy là vn test ở vùng một một chín mươi đó nó test được ở quanh một một chín mươi là đẹp là đẹp các anh chị đó đây đó thì nó 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 test được ở trên 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 một một là đẹp đó và từ đây thì như vậy nếu như mà ở thị trường chúng ta tiếp tục có một hai cây nến nhỏ nhẹ sideways nhẹ nhàng rồi sau đó sau những cái cây nến sideways nhẹ nhàng đó và chỉ số vn30 bắt đầu tăng mạnh thì đấy là một cái cái điều rất là tốt ví dụ như nó nó có thể nó đi như này đó tức là nó có thể hồi lên và nó thụt xuống nhưng ít nhất là nó cứ nằm ở trên được được trên ở cái vùng ạ đó xong đó cây nến thứ hai nó có thể xây như thế này thì đó là tùy tức là cái cái khả năng đấy là cái kịch cái, cái bản lạc quan đó đó kịch bản lạc quan thì nó phải đi được như thế này thì như vậy là chúng ta sẽ yên tâm về cái khả năng phục hồi của thị trường à, sau một cây nến rút chân ở đây đấy là cây nến búa rút chân lên còn trong trường hợp nếu như nó test mà nó bị vỡ ở một một thì đương nhiên nó phải về đến những vùng sâu ở dưới này rồi thì cái kịch bản đó thì kịch bản chúng ta không mong muốn mà chúng ta sẽ uh, tiếp tục có thêm uh, các cái phân tích trực tuyến ở trên phiên giao dịch uh, Real Time ở trên các cái nhóm hỗ trợ Zalo cũng như trên kênh TikTok cũng như trên kênh YouTube thì uh, các anh chị có thể đón xem thêm các cái bản phân tích cập nhật. OK bản tin uh, tuần này xin phép được tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản phân tích tiếp theo.